Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với một tựa game mình chưa rõ nó là tiên hiệp hay kiếm hiệp. Giờ chúng ta sẽ thử vào xem, vì tựa game này ngày 14 tháng 7 là ra mắt rồi. Tên của tựa game này là Kiếm Hiệp Tình 3D, tựa game do Gosu phát hành. Như vậy là ngày 15 tháng 7 thì chúng ta sẽ có một tựa game ảnh kiếm 3D do Soha phát hành, là cái tựa game mình đã làm cho anh em ngày hôm qua. Còn hôm nay thì mình làm tiếp cho anh em một tựa game ra mắt trước đó một ngày là 14 tháng 7, là một tựa game của Gosu mang tên là Kiếm Hiệp Tình 3D. Giờ thì mọi người hãy theo mình để vào trải nghiệm này xem tựa game này có cái gì mọi người nhé. Mình nghe nói rằng tựa game này có một cái đồ họa rất là đẹp. Đây là cái màn hình chọn môn phái của tựa game này. Ở đây chúng ta có tất cả là 3 phái. Phái đang trên màn hình này là phái Thiên Vương. Thiên Vương thì là một phái cực kỳ là mạnh mẽ. Ở trong game này thì có sức phòng thủ cực kỳ cao và luôn đi đầu trong mọi trận chiến. Phái thứ hai đó là phái Võ Đang. Võ Đang thì cầm kiếm và có sức sát thương và tấn công rất là mạnh. Chúng ta đến với cái phái thứ ba. Phái thứ ba ở đây là chúng ta có phái này là phái gì nhỉ? À, phái này là phái Thiên Sơn. Đây là phái Thiên Sơn. Phái này thì có khả năng khống chế và sát thương diện rộng, cũng cực kỳ là quan trọng trong các cái việc tổ đội. Giờ thì mình sẽ chọn một cái phái thì mình sẽ vào game luôn. Có lẽ là chúng ta chọn là anh em nghĩ là nên chọn Thiên Vương hay là chọn Võ Đang đây. Có lẽ là mình sẽ chọn Thiên Vương đi cho nó khác lại. Cái cầm chùy này mình cũng ít chơi. Chúng ta sẽ mình đánh cái tên này và mình vào xem có đánh được không. Nếu không được thì chúng ta bắt buộc phải dùng một cái tên Trung Quốc. Không đủ ký tự nên là mình đành phải dùng là kiếm ma thôi, không sao, kiếm ma cũng được. Như vậy là tựa game này thì không phải là đồ họa 3D mà là 2D anh em ạ. Nhưng không sao, rất nhiều cái tựa game 2D ở Việt Nam đã rất là thành công. Quan trọng là cái lối chơi và cái đồ họa của nó ra sao mà thôi. Cái phần cài đặt của nó đâu nhỉ? Mình thử xem là có cái phần điều khiển để sang được 3D không? Nghe chừng là nhìn cái đồ họa này thì chắc là game này không có rồi. Mình cảm giác cái tựa game này nó khá giống với cả tựa game đợt trước của Phan Táp phát hành, cũng 2D và có một cái chiêu xoay đao ảnh giống lắm mà ngày trước mình làm cho anh em ngày trước ấy. Đây là cái hệ thống VIP của game, nó cứ quảng cáo liên tục này để bắt mình nạp tiền đây mà. Đây này, cái chiêu xoay đao này, xoay dìu ở đây là xoay dìu này, rất là giống. Để nó đủ 4 kỹ năng này rồi mình sẽ đánh thử từng chiêu để cho anh em xem. Cấp 24 thì chúng ta sẽ có 4 kỹ năng này. Ở đây nó có một cái hình cái giày, mình nghĩ là nó là một cái chiêu trượt. Đây mình sẽ thử trượt xem nhé. À, nó sẽ không phải trượt mà nó sẽ biến, nó sẽ tiến đến một cái vị trí nhất định về phía trước trong nháy mắt. Đây anh em có thể xem qua được hai cái chiêu vừa đánh, một cái chiêu là xoay đao, còn một cái chiêu là như kiểu là mình không biết gọi là gì. Tí nữa mình sẽ, đây mình có chiêu thứ ba rồi, sẽ chuẩn bị cấp 24 thì chúng ta sẽ có một cái chiêu thứ tư. Giờ mình đã cấp 14 rồi, nó cũng sẽ nhanh thôi. Mình sẽ review luôn cái chiêu thức của Thiên Vương ở trong này cho mọi người. À, phái này, cái game này nó cũng có cái hệ thống biến hình như là bao game khác. Mình cảm giác cái game này nó rất giống cái game, có phải là tên là Giang Hồ Si Mộng lần trước mình làm cho anh em không nhỉ? Giống ghê luôn ấy. Cả cái biến hình này cũng thế, nó có 6-7 thanh đao ở đằng sau lưng. Mỗi khi biến hình thì anh em chỉ được tồn tại trong vòng bao nhiêu giây rất là ngắn ngủi thôi, nhưng mà sức mạnh sẽ tăng lên vượt bậc. À đây mình nhận được một con thú cưỡi, đó là một con bạch la, nghĩa là sói trắng. Đây mọi người có thể nhìn thấy đâu, cưỡi thú đó rồi. À, đánh nhau với thằng này đó. Đây là chiêu thứ nhất mình này, chiêu thứ hai này, chiêu thứ ba thì vừa đánh rồi. Đây con sói trắng của mình đây. Như vậy là tự game 2D anh em không thể xoay được các góc nhìn đâu. Nó sẽ tự, anh em đi đến đâu thì cái góc nhìn nó thay đổi đến đấy thôi, chứ nó sẽ luôn luôn ở cái góc nhìn cố định như thế này. Đây là cái chiêu thứ ba này, anh em sẽ bổ xuống dưới một cái mà tạo ra vô vàn những cái khác. Cái chiêu thứ hai này là một cái chiêu rất là hay. Mình cảm giác mình thấy cái game này giống cái game của đợt trước mình làm lắm, Giang Hồ Si Mộng. Cái game, cái chiêu thứ nhất và cái chiêu thứ ba là cực giống, có khác cảnh chiêu thứ hai thôi. Nếu anh em nào đã chơi cái game kia thì mình thấy giống kinh khủng. Đây cái chiêu thứ ba là cái chiêu tạo ra một cái này giống này, có cái chiêu thứ hai này là khác này, nhưng mà nó hay này đó. Đây mình sẽ review luôn cho anh em. Đây là chiêu thứ nhất thì là chiêu xoay đao rồi. Còn đây là chiêu thường này, chiêu đánh thường này. Chiêu đánh thường đánh hai cái rồi bổ một phát đằng trước. Đấy. Còn bây giờ là chiêu thứ tư này, mình sẽ đánh chiêu thứ tư cho mọi người xem. Wow. Chiêu thứ tư này hay mọi người ạ. Chiêu thứ tư là tạo ra một cái hình, một hình thằng người, sau đó tiến thẳng về phía trước, cực kỳ là đẹp. Thực ra thì cái hệ thống skill này khá là đẹp luôn đấy. Đặc biệt là cái chiêu thứ tư thì mình cực thích này. Đây này, mọi người nhìn lại chiêu thứ tư này. Đó, tiến thẳng, tạo ra hình thằng một hình người, xong đó tiến thẳng về phía trước. Cộng thêm với cả cái giày kia là mình cũng có thể tiến về phía trước một lần nữa. Đó. Mình sẽ làm lại cái chiêu thứ tư cho mọi người xem. Đây chiêu thứ tư đây. Đó, cực kỳ đẹp. Đó là toàn bộ cái hệ thống chiêu thức 4 skill của cái phái Thiên Vương này. Một cái phái với cái sức phòng thủ cực kỳ trâu bò. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái mặt khác của trong cái game này nha anh em. Ở đây thì góc trái bên phải màn hình chúng ta thấy có một hình ngôi nhà. Từ từ đã, cái này nó vẫn đang làm tự động làm nhiệm vụ. À, đây là cái hệ thống cánh của game này. Như anh em thấy là ngoài còn có cả một cái xe cực kỳ hiện đại ở đây. Bên game Trung Quốc thỉnh thoảng nó cứ hay cho những cái mà nó liên quan đến cái đời sống hiện đại của chúng ta, ví dụ một cái xe hơi có cái viễn tưởng một chút. Xem cái thứ hai là cái gì? Đây là cái cửa hàng mà trong này có các cái vật phẩm mà chúng ta có thể mua. Còn cái này là gì đây? À, đây là hệ thống chiêu thức này. Chúng ta thì tăng cấp cho chiêu thức này. Mình sẽ tăng các cái chiêu này, đặc biệt là chiêu cuối này, chiêu 4 này. Chúng ta có thể tăng lên. Đây là các cái hình của chiêu thức của nhân vật nhưng mà không có các cái hiệu ứng. Đó. Wow, cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây anh em? Cái này nghe chừng có vẻ là một cái phát triển rất là mạnh. Đây là một tựa game theo mang hướng tiên hiệp, và mình nghe nói là tựa game này nó có rất nhiều những cái để cho anh em phát triển. Mình chưa hiểu cái này là cái gì lắm. Có lẽ chúng ta sẽ nghiên cứu sau, nhưng mà cái này là cái mà cần phải phát triển rất nhiều đây nữa này. Chúng ta cũng có các cái hệ thống như kiểu tu chân này, độ kiếp này, tăng level này. Đến một mức level nào đó thì có thể thăng tiên hay là nhập ma này. Rất nhiều các cái yếu tố ở trong tiên hiệp mà anh em có thể vận dụng ở trong tựa game này. Ngoài ra thì cũng như bao nhiêu tựa game kiếm hiệp khác thì game này nó có bang chiến này, rồi tổ đội này, đi phó bản này, cày level này, nhặt đồ này. Tất cả các yếu tố ở trong các tựa game nhập vai kiếm hiệp thì nó đều có trong tựa game này. Còn đây thì mình thấy là nó có các cái hệ thống, mình không biết là cái này là cái gì. Thì mình nghĩ là một phần nó là hệ thống nghề nghiệp. Đây là cái hệ thống gì đây? Có thể là đả thông kinh mạch hay cái gì đấy. Nhìn những cái hình này thì có vẻ như vậy. Còn hệ thống này là hệ thống như kiểu là thần khí ấy. Đây là đao này, song kiếm này. Đó, kiếm này. Cảm giác như là hệ thống thần khí vậy. Đây là các cái quà tặng mà chúng ta sẽ được nhận. Đây là hệ thống VIP của game. Khi đạt mốc VIP bao nhiêu đấy thì mọi người sẽ được tặng những cái món quà. Đây là nhân vật của chúng ta. Nhân vật của chúng ta thì có 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 trang bị tất cả. Anh em dùng cái này để tăng các thứ lên này. Đây là các cái trang bị mà anh em có thể mặc. Mình sẽ xem cho anh em xem qua các cái trang bị. Đây, cái bộ vừa rồi đẹp nhỉ. Cái bộ trông rất là mạnh mẽ luôn, cởi trần ấy. Mạng quốc tế nó hơi lag một chút, anh em thông cảm. Đôi lúc là nó hiện không được nhanh. Mỗi một bộ nó sẽ có những cái bộ quần áo khác nhau. Mỗi cái bộ trang bị nó sẽ có những cái bộ quảng ngà khác nhau. Đấy, rất là đẹp. Bộ màu cam này nhìn cũng hay. Màu hồng này, tím này, trắng này, đó là rất là nhiều, trong này có rất nhiều bộ luôn. Đấy là quần áo thôi. Còn ở đây là gì? À, đây là cái danh hiệu ở trên đầu. Đây là các cái danh hiệu mà chúng ta có thể nhận được ở trong game này. Rất nhiều danh hiệu nhưng mà nó là tiếng Trung nên là mình không hiểu. Phần này để chúng ta có thể mặc trang bị. Ở đây mình mới có một vài món trang bị rất là cùi, rất là cơ bản. Các cái chỉ số này. Ở đây chúng ta có vẻ như là các cái thuộc tính của các cái nhân vật này. Rất nhiều thứ luôn. Bên này thì là gì? Bên này thì là danh hiệu nãy mình nói rồi. Bên này thì là gì? Không hiểu. À, bên này là các cái vũ khí. Bộ áo này. Áo này. Các cái chùy, ví dụ các cái vũ khí, ví dụ chùy, cái quả chùy vàng này nhìn hay này. Áo này. Hai anh em có thể cầm quả dưa hấu này đi đánh nhau. Hai anh em có thể làm thổ dân rất là ngầu, giống như trên đảo Hawaii vậy. Chết rồi, mình chọn luôn thằng đấy này. Đây. Hệ thống thời trang của game này khá là phong phú, mình đánh giá như vậy. Rất nhiều thứ mà anh em có thể chọn lựa. Đây là mình chỉ review qua chứ còn nó nhiều lắm. Chúng ta đến với cái tiếp theo xem nào, nó là cái gì đây? Cái này nó là cái quái quỷ gì nhỉ? Nó là những cái dạng như kiểu cái vòng, cái nhẫn, nhưng mà cái này nó lắp vào đâu? Không hiểu lắm. Cái hệ thống ở cuối này không biết có phải là hệ thống tùy tùng không. Mình nghĩ là hệ thống tùy tùng đi cùng đấy. Có lẽ là làm nhiệm vụ một lúc nữa thì anh em sẽ có được cái hệ thống tùy tùng đó. Chúng ta sẽ xem cái bảng ở bên dưới nhé mọi người. À, bên dưới đây chúng ta có 1, 2, 3, 4 cái ô này. Ô thứ nhất là con sói của mình. Đây chúng ta có thể tăng level cho sói để tăng lực chiến cho nhân vật. Con sói của chúng ta cũng có thể biến đổi thành các con khác. Ví dụ như là con ngựa này. Con ngựa bồ lửa này rất là đẹp này. Phải tăng lên nữa mới biến đổi được tiếp. Hiện tại mình chỉ biến đổi đến con ngựa này là cùng thôi. Chúng ta cũng chỉ nhìn được đến con ngựa thôi, không nhìn được hơn. Thế còn cái này là gì đây? Đây là một con ngựa. Wow! Đẹp ghê gớm mọi người ơi! Cực kỳ đẹp. Đây là hệ thống thu cưỡi của game. Cực kỳ đẹp luôn. Một con ngựa có cánh này. Con phượng tím này. Mình cực kỳ ấn tượng với cái hệ thống thu cưỡi của game này. Đây là con xe phân khối lớn này. Cái cuối nó đang bị lag, mình chưa ấn nó được. À, đây là hai con tuần lộc của ông già Noel. Hệ thống thu cưỡi không phải là nhiều nhưng mà con nào chất con đấy. Đặc biệt là cái con ngựa đỏ và có con phượng hoàng này. Đặc biệt con mình thích nhất con ngựa này. Đẹp vãi cả đấy. Con phượng này cũng đẹp này. Đẹp quá. Con này con cá voi này. Quả thực là game nó làm rất tinh tế ở trong những cái thu cưỡi này. Chúng ta thử xem tiếp nhé. Cái này nó là cái gì? À, đây là cái hệ thống cường hóa của trang bị. Cường hóa thì nó không có gì cả. Cái thu cưỡi này là mình đã xem hết game nhỉ? Dường như là xem hết rồi. Còn cái này là gì? Cái này là các cái kỹ năng mà chúng ta có thể nâng cấp. Cái này lúc nãy mình review cho anh em rồi. Cái này review cho anh em nãy rồi. Còn cái cuối cùng này là gì? Cái này là nhân vật của chúng ta. Cái này chính là cái hệ thống thời trang lúc nãy là mình review cho anh em. Ok, đó là toàn bộ những cái mà chúng ta có thể thấy ở trong cái phiên bản hiện tại và cái mốc level của mình đang đạt được. Còn sau này khi mà level anh em tăng cao rồi, mọi thứ tăng lên thì anh em sẽ có được nhiều thứ hơn. Ok, tựa game này thì mình dừng ở đây thôi. Chúng ta có thể thấy được qua cái clip của mình, anh em có thể hình dung được gameplay, đồ họa, âm thanh cũng như là các cái yếu tố khác. Đặc biệt là hệ thống thú cưỡi ở trong cái game này mình thấy cực kỳ đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp. Còn hệ thống thời trang là rất là phong phú. À, đây là cái hệ thống biến hình của game anh em nhé. Mỗi khi biến hình chúng ta có thêm vài skill mới. Biến hình thì nó cũng nhiều cấp độ. Hiện tại thì mình mới chỉ biến hình ra được cái thằng màu trắng mà có 6-7 gì cái thanh đao đằng sau lưng này thôi. Sau này thì sẽ biến đổi thêm được những cái hình khác. Đó, cái hệ thống biến hình này thì có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Ok, tạm thời dừng ở đây đã. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi clip. Và anh em xem clip thì đừng quên để lại một like cũng như là đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin tiếp theo về cái tựa game này cũng như là các cái tựa game tiên kiếm hiệp khác mà mình sẽ gửi đến cho anh em trong thời gian sắp tới. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.